5 người biểu tình chống Trung Quốc trong quán cà phê, chửi bảo vệ quán là bán nước. Sau khi Trung Quốc cho nhóm tàu HT8 xâm phạm bãi tư chính của Việt Nam, giới dân chửi đã tung ra nhiều lời kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc. Mới nhất, ngày 17 tháng 8 năm 2019, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thành viên Dân Làm Báo, đăng một văn bản mang tên Lời kêu gọi hải ngoại quốc nội xuống đường chống Trung Quốc xâm lược. Sau khi cáo buộc nhà nước Việt Nam đang làm chư hầu cho Trung Quốc, phản ứng với Trung Quốc một cách ơn hèn và nhu nhược, Quỳnh viết rằng người dân phải xuống đường để chứng minh rằng có những người dân Việt Nam cương quyết chống lại hành động xâm lấn của Trung Quốc và khẳng định rằng bảo vệ chủ quyền quốc gia là quyền phổ quát của mọi công dân, không phải là đặc quyền của Đảng hay của nhà nước cai trị. Cuối lời kêu gọi, Quỳnh đề nghị người dân biểu tình trước sứ quán hoặc lãnh sự quán Trung Quốc tại địa phương mình và bất cứ thời gian nào phù hợp trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 8 năm 2019. Vì Quỳnh không đưa ra được một thời gian, địa điểm tập trung cố định và Quỳnh đề nghị biểu tình phải khởi đầu từ 10 người để có 100 người, 1.000 người, 10.000 người khắp mọi nơi. Có thể thấy thực ra, Quỳnh không kỳ vọng nhiều vào số người mà cuộc biểu tình đầu tiên tập hợp được. Hiện nay, mới chỉ có 2 nhóm người ủng hộ lời kêu gọi biểu tình của Dân Làm Báo. Một là 5 người thuộc nhóm Nguyễn Thị Thái Lai. Nhóm này biểu tình trong quán cà phê Hòn Trồng ở thành phố Nha Trang, quê Quỳnh vào sáng 18 tháng 8. Viện cớ, quán có nhiều khách Trung Quốc. Do cuộc biểu tình ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán, bảo vệ quán báo công an, khiến 4 người trong nhóm Lai bị bắt giữ tại đồn công an để làm việc trong 4 giờ. Sau khi ra về, Lai cùng Quỳnh đăng ảnh và thông tin đời tư của nhân viên bảo vệ lên Facebook, rồi tuyên truyền rằng anh này là côn đồ, làm tay sai cho giặc. 2. Là 10 người thuộc nhóm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Nhóm này biểu tình trước cổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston vào trưa ngày 22 tháng 8. Cuộc biểu tình này có nhân số ngang với cuộc biểu tình do Quỳnh tổ chức hôm 31 tháng 7 ở cùng địa điểm. Trong khi đó, nhóm Zombie Nguyễn tại Nhật tiết lộ rằng họ sẽ tổ chức biểu tình lần 2 tại Tokyo và Osaka trong tháng 9. Họ chọn thời điểm này để hưởng ứng đợt bãi khóa của sinh viên Hồng Kông sẽ bắt đầu vào ngày 2 tháng 9. Ngoài ra, vào ngày 24 tháng 8, một số nhóm cờ vàng tại Đức và Mỹ cũng tổ chức những cuộc biểu tình của riêng họ. Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi xin đưa ra 2 ý kiến. Thứ nhất, quán cà phê Hòn Trồng là địa điểm kinh doanh của tư nhân, chứ không phải là nơi công cộng để tổ chức biểu tình. Khi nhóm Nguyễn Thị Thái Lai làm loạn quán, gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh, nhân viên bảo vệ quán có quyền tố cáo họ với công an và công an có quyền xử phạt họ vì tội gây rối trật tự. Như vậy, bảo vệ quán và công an đã xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, trách nhiệm cá nhân của họ và lẽ thường của xã hội. Trong khi đó, dường như Lai và Quỳnh đã bị hận thù che mắt tới mức nhầm những người Việt Nam bình thường trong xã hội với giặc. Thứ hai, vì lời kêu gọi biểu tình của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chỉ được hưởng ứng bởi 5 người ở Nha Trang quê Quỳnh và 10 người bạn của Quỳnh ở Houston, có thể nói nó đã thất bại. Sự đàn áp của công an không phải là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại này. Bởi dù ở Houston không có công an Việt Nam, lượng người biểu tình ở đó đã không tăng sau 3 tuần lễ. Hiện nay, chính phủ đang có nhiều bước tiến trong việc vận dụng ngoại giao đa phương để bảo vệ chủ quyền. Còn giới dân chửi đang thất bại trong việc tổ chức những cuộc biểu tình chống Trung Quốc mà giá trị thực tiễn chưa được chứng minh. Trong hoàn cảnh này, nếu giới dân chửi tiếp tục quy kết chính phủ là bán nước, nhu nhược và tiếp tục tự tô vẽ mình thành những anh hùng cương quyết chống ngoại xâm, họ sẽ chỉ tự lố bịch hóa bản thân, khiến phong trào của họ không được tin tưởng.